Kế hoàng hậu Na Lạp Thị đã cắt tóc hay cạo chọc đầu trong chuyến 5 tuần. Đây là sản phẩm của kênh YouTube Oanh Tạc Hậu Cung, vui lòng không sao chép và dì úp video dưới mọi hình thức. Hành vi cắt tóc đoạn tình của kế hậu đã được khắc họa rõ nét qua nhiều bộ phim như Hoàn Châu Cách Cách, Diên Hy Công Lược, Hậu Cung Như Ý Chuyện. Trong Hậu Cung Như Ý Chuyện, mối tình lâu dài giữa Thanh Anh và Hoàng Lịch đã trải qua đầy những thăng trầm. Thời thiếu thời, đó là chuyện tình đẹp khiến người xem khắc khoải. Thế rồi, qua lớp bụi thời gian, tình cảm ấy cũng phai mờ, lòng người thì thay đổi. Càng về cuối, nhân vật Càn Long càng thể hiện tính cách ích kỷ, bạc tình bạc nghĩa. Thậm chí còn vũ phu, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhiều phi tần, trong đó có kế hậu. Trên phim, khán giả có thể thấy Như Ý đã bị Càn Long tát 2 lần. Còn trong tiểu thuyết nguyên tác, thì số lần Như Ý bị tát không chỉ dừng lại ở con số 2, mà đến những 5 lần. Từ những vết sẹo của bạo lực gia đình, đã có lúc Như Ý đau đớn, Như Ý gục ngã. Nhưng điều quan trọng nhất là Như Ý đã tìm thấy sức mạnh của nội tại và chiến đấu vì nó. Ai trong chúng ta cũng sẽ có những cuộc chiến cá nhân, nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta tin vào giá trị của bản thân. Kết cục là việc kế hậu đã cắt tóc, đốt tranh, buông bỏ tình cảm của mình với hoàng đế. Cuối cùng cô cũng đã đội vương miện cho chính mình, mà không cần cái điện tử của hoàng đế. Rồi tự viết tiếp cuộc đời bằng hành trình nhiệt huyết, bản lĩnh cá nhân, Như Ý đã thực sự trở thành một chiến binh và chiến đấu bằng giấc mơ của mình. Know your value, wear your crown, write your own story, it opens your warrior. Fly your dream, Như Ý can do it, you can do it, thank you. Bây giờ hãy ngược dòng thời gian, cùng Oanh Tạc Hậu Cung giải mã, để xem thật ra trong chuyến nam tuần định mệnh ấy, Hoàng hậu Na Lạp Thị đã cắt tóc hay cạo đầu nhé. Trong chuyến nam tuần năm Càn Long thứ 30, Hoàng hậu Na Lạp Thị đã xảy ra mâu thuẫn với Càn Long đế. Sau đó bà đã được bí mật đưa về cung trước và bị giam lỏng trong hậu viện của Dực Khôn Cung. Khi hoàng đế hồi cung, đã tra hỏi bọn nô tài về việc hoàng hậu cắt tóc ngày 18 tháng 2. Trong lời phê trên tờ Thỉnh An Chiết của Thập Ngũ A Ca thể hiện, Càn Long đang nói về việc hoàng hậu cắt tóc mà không phải cạo đầu. Càn Long còn mệnh cho Vĩnh Diễm và Phúc Long An điều tra nguyên nhân bà cắt tóc. Trong Cao Tông Thuần Hoàng đế và Thanh Sử Cảo ghi lại, vào tháng 9 năm Càn Long thứ 43, có người dâng thư xin lập chữ quân rồi xin lập hoàng hậu. Trong chiếu chỉ của mình, Càn Long viết đại ý rằng, vào năm Càn Long thứ 13, Hiếu Hiền Hoàng hậu qua đời, Na Lạp Thị từ khi trẫm ở Thanh Cung, đã được Hoàng Khảo Ban làm chắc phúc tấn, phụng ý chỉ thánh mẫu Hoàng Thái Hậu, trở thành nhiếp lục cung sự Hoàng Quý Phi, qua 3 năm, lập làm Hoàng hậu. Về sau phạm tội, trẫm đã giữ đối đãi như cũ. Quốc tục kỵ việc cắt tóc mà Hoàng hậu thế nhưng ngang nhiên không màng. Ở đây Càn Long đế vẫn đang nói về việc cắt tóc của Hoàng hậu. Vào thời nhà Thanh, chỉ có Hoàng đế, Hoàng Thái Hậu và Hoàng hậu qua đời, thì phi thiếp, hoàng tử, phúc tấn, quan viên mới phải cắt tóc, rồi tháo khuyên tai để tưởng nhớ. Vào năm Càn Long thứ 30, khi Thái Hậu và Hoàng đế còn sống, Hoàng hậu Na Lạp Thị đã cắt tóc. Điều này đồng nghĩa với việc nguyền rủa Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế, khiến Càn Long đế rất tức giận. Việc Na Lạp Hoàng hậu sau khi mâu thuẫn với Hoàng đế, thì không thể cạo tóc ngay, mà khả năng chỉ cắt tóc. Tuy nhiên, có một bản tấu lưu lại trong bảo tàng cố cung rằng, Na Lạp Hoàng hậu cạo chọc đầu chứ không phải cắt một nhúm tóc tượng trưng. Ngoài ra, Càn Long còn sai nô tài đưa các A Ca và công chúa đến chứng kiến việc Hoàng hậu không còn tóc. Đại ý là, các nô tài mang người đến Dực Khôn Cung gặp Hoàng hậu cởi bỏ điền tử và mọi người nhìn thấy cái đầu trống trơn không có tóc. Khả năng ban đầu là Hoàng hậu tiễn phát, sau khi về cung thì mới cạo phát. Trong các tài liệu chính thống có thể tìm thấy của nhà Thanh hiện nay, thể hiện rằng Hoàng hậu chỉ là tiễn phát, mà không tìm thấy từ cạo phát nào khi xảy ra sự việc trong chuyến nam tuần ấy cả. Cắt và cạo rất khác nhau. Việc Hoàng hậu cạo tóc trong thời gian ngắn khi đang mâu thuẫn với Hoàng đế là điều không thể. Bạn nghĩ gì về nhân vật Như Ý trên phim và kế hậu trong lịch sử? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để cùng Oanh Tạc Hậu Cung giải mã nhiều thứ hay ho hơn về cung đấu nhé người bạn. Của tôi, chúc bạn một ngày tốt lành.